hello xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh du lịch của thành lê usa nha bây giờ mình xin thời sự với mọi người một chủ đề khá là gây tranh cãi trong cộng đồng người việt ở hải ngoại tại vì chỉ có cộng đồng người việt ở hải ngoại mới tranh cãi vấn đề này thôi chứ mình không nghe hay nói hết đó là nếu mà người mỹ nhận thêm đồng gói cứu trợ nữa thì có ai vui không dĩ nhiên là đối với mình và bao nhiêu chục triệu người trên nước mỹ này thì rất vui ok cái đó không có lý do gì không vui tự nhiên chính phủ cho mỗi một người bao nhiêu ngàn đô nó mắc mớ gì không vui đúng không cái xong thế nào cũng có một số người hỏi xích đó trời tụi mày là tụi làm biến ăn bám nào là uh, lười biến ăn tiền nó có bao nhiêu đâu có làm được cái gì đâu ha không chỉ những đứa nghèo nó mới ham mới đó không? chứ những người giàu có chung lưu người ta đâu có thèm đó um, excuse me ok stop không? đừng có dùng cái chiêu đó với đó mình không? gia đình mình cũng là một gia đình chung lưu đây nè ok gia đình mà chẳng như ấy mà còn đang đi làm không? không hề bị ảnh hưởng gì trong cái đại dịch này hết ha nhưng mà mình vẫn xích thích số tiền đó tại sao tại vì nó là tiền chính phủ cho mắc cái mới gì không nhận ha còn những cái người mà không nhận họ lên tiếng là họ không nhận thì mọi người có có, có nghĩ là họ sẽ không nhận không ha? nhiều khi lên mạng họ không nhận nhưng mà họ nói là lên mạng nói là không nhận nhưng mà ở ngoài đời họ nhận xong họ bỏ túi ha họ, xong rồi họ gửi đi đâu đó họ xài riêng hay mua tôm hồng về nhà ăn đó thì ai biết được đúng không chúng ta đâu có kiểm soát được cái cuộc sống của họ không còn những ai mà, mà À, nói mà không nhận thì thì làm ơn khi mà nhận số tiền đó, đó. hãy làm ơn đi uh, quyên từ thiện đi ha ok hãy đi quyên từ thiện đi đừng có nói khơi khơi thì nghe nó mắc cười lắm ừ. còn quay trở lại nước mỹ này người ta là nước giải quyết vấn đề chứ không có ai cần giải thích ở đây hết người mỹ người ta cần giải quyết giải quyết là gì đó là cái sự thật là chúng ta đang ở trong cái thời đại dịch không cả thế giới cả nước mỹ này đang bị đại dịch không nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng ha có bao nhiêu chục tiểu bang nó còn đang đóng cửa bao nhiêu chục triệu người, người ta còn đang bị thất nghiệp. Người ta cần tiền trả bills, nhà bill xe thẻ tín dụng credit cards, uh, bảo hiểm, tiền đi chợ mua đan, ok. Người ta cần tiền 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 tiền. Vậy thì ở đâu ra? Dĩ nhiên là chính phủ phải hỗ trợ cho người ta chứ. Hai không? Không lẽ bắt con, để con người ta vậy tự bơi à? Cái thế nào nói tới đây nữa cũng người ta cũng sẽ ngào cái vậy bởi vậy mà chính phủ người ta mới mở cửa cho đi làm đó vâng không để cho mọi người đi làm chứ không cho mọi người làm biến đó cái okay, stop một cái nữa mọi người nên nhớ là đây là chúng ta vẫn còn đang bị đại dịch cho tới khi nào mà có vaccine thì thôi thành ra ngay cả khi mở cửa thì trước tiên nền kinh tế nó sẽ không có trở lại bình thường như trước đây hao các cơ sở kinh doanh từ nail stop nhà hàng quán ăn siêu thị shopping cho tới gà phim thì nó không có đông được như mà lúc mà thầy trước nữa dĩ nhiên nó cũng sẽ không mướn cái số lượng nhân viên như lúc trước khi ấy nữa vậy thì tức là vẫn còn bao nhiêu chục triệu người người ta bị thất nghiệp người ta cần phải giải quyết vấn đề của người ta người ta cần tiền để người ta giải quyết Thế không? tới đó là thì tiền ở đâu ra dĩ nhiên thầy là người ta cần chính phủ hỗ trợ rồi không? không lẽ để người ta đi cướp à à, nói như vậy mà cũng nói được nữa vấn đề là người ta không phải là người ta không muốn đi làm vấn đề là nó không có cái môi trường để mà người ta đi làm, không? nào là chính phủ muốn cách giãn xã hội, à, xã hội bị đại dịch, không? các tiểu bang đóng cửa, không? rồi làm sao đi làm đây, làm sao đi làm? người ta có biết bao nhiêu chục triệu người người ta đang muốn đi làm đó nhưng mà cuối cùng sao người ta bị thất nghiệp, không? người ta đâu có phải là người ta muốn bị thất nghiệp, nhưng mà tại vì cái hoàn cảnh bây giờ nó đẩy con người ta vào cái đường thất nghiệp mọi người thấy vấn đề không? không thành ra đối với những trường hợp mà người ta nói là không mừng hay là không uh, vui gì nhận số tiền đó thì mình khuyên mấy người đó là hãy làm ơn quyên số tiền đó đi ha đừng có nói chuyện khơi khơi nghe nó mắc cười lắm hãy quyên số tiền đó đi ha còn riêng mình với bao nhiêu chục triệu người đó thì coi như chính phủ cho tiền mình thì mình cứ lấy thôi đúng không ha còn chuyện đóng thế thì dĩ nhiên bình thường ai cũng đóng rồi đó ha không đóng năm nay cũng đóng năm sau à mà, mà năm nào cũng đóng hết tình ra chuyện đó bình thường không gì đặc biệt hết ha còn là tiền trên phủ cho thì mình cứ nhận thế mình không nhận người khác nhận cũng vậy à không? tới đó là coi như ai bị thiệt thòi cho biết giờ cái chuyện nữa là cái gì Đấy không có bao nhiêu xong rồi họ sẽ thí dụ nào là à, có ba cái mức lương mà để mà nhận những số tiền đó, đó là nó cũng đâu có cao gì đâu có rất nhiều người mỹ người ta làm được số lương đó à, excuse me ở đây cũng có họ phải nên nói là có biết bao nhiêu trăm triệu người mỹ làm không được những cái mức lương mà mấy trăm ngàn đô đó có biết bao nhiêu triệu chục triệu cả trăm triệu người mỹ ha, làm chỉ mức lương căn bản minimum wage um, sống paycheck to paycheck tức là lãnh lương từng nào là xong từng đó ha. cái đó là những cái thứ mà chính phủ mỹ người ta quan tâm ta muốn giải quyết chứ không phải là phân tích đem một cái số ít uh, người trong xã hội lương, lương cao ngất ngưỡng ra để mà làm thí dụ ha không biết họ học toán ở đâu nữa thì mình không biết À, thôi video đã dài, rồi. hẹn gặp mọi người ở video sau để mình kể tiếp ha. Thank you, bye bye now.